Hello các bạn nha, mình là Thành Kasi đây. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại bạn Cooly đã có một trận đấu phải nói là cực kỳ là đẳng cấp. Khi mà mình cùng với lại bạn Cooly đã chạm trán tem của Hack, và trong khi đó bạn TDFF VH trong tem của mình hiện tại bạn đấy đang đạt chuỗi 31 rồi. Và cái trận đấu ngày hôm nay là bọn mình gặp Hack các bạn nha. Và các bạn hãy cùng xem mình cùng với lại bạn Cooly đã diệt Hack như thế nào và bảo toàn chuỗi cho bạn TDFFVH như thế nào các bạn nhá. Thì trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Ok các bạn. Wow, bán người đó không xâm. Ui, coi đoạn vui đó. Ê, một chấm máu nè. Chấm máu luôn thằng ơi. Con nào? Mấy nó làm gì vô đầu rồi. Nó ngồi trang cái hộp sau lưng anh đó. Chết nó mơ một hai hồn. Được rồi. Yêu 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 thằng chạm vào trong bưởi máu. Ô tôi cứu được này. Mình khỏe rồi, tôi bỏ sóc tôi nữa. Đây anh kia hát. Ơ hay trên tường. Rồi thảo nào. Ghép gặp cái thằng đánh đồng này là chả gặp hết là gì. Má mày bán hết bán mẹ. Đây phải chạy lại đây gần. Nó đây ché lại. Nó gặp tôi coi lại sao. Hả? Win game này rồi. Nó kìa nó hack rồi đúng không? Nó bắt nó hack. Ôi trời ơi, nó hack ngay ngay nó. Hay liền còn. Ủa. À đồ. Đây phải chạy lại gần. Đây ché lại. Nó bật ra lấy nó. Hả? Giờ chỉ có bắn hack, bắn hack thôi, bắn hack xong tính tiếp. Mà tốt nè, ta cú quá, cái nó bật. Nó bật hết hết thọt đây cái. Nó tay nhỏ nó. Bên phải một thang á, anh Thành, em bé nó chưa chịu rồi. Rồi lên liền. Ôi trời ơi, hack của chúng tôi. À, gặp bóng thật đau nào. Lát nữa anh lại có bị... Ôi, đó nữa. Xong Hùng ơi. Hết rồi, lần này là khó rồi đấy Hùng ạ. Lần này là khó rồi Hùng ơi. Đã lộn nữa hả? Nó nữa đấy. Nó chẳng là điên cái nó bật hết ba sức mạnh. Ui. Sẽ. Á luôn. Nó đang nhỏ nha. Nó ở nhà kia. Ui ơi, đứng theo bắn kìa. Nó không rồi. Nó đứng ở trong nhà đấy. Không được đâu Lý ơi, cậu cỏ cũng thế thôi. Ai xin cỏ luôn hả? Không phải xuyên cỏ mà nó ghim tâm luôn đấy, ghim tâm hẳn vào người đấy.
Mà anh bơm bá xa bây giờ anh còn còn sâu không? Bây giờ em chỉ đợi bo, em đừng đừng chạy nhiều. Anh bao vô, bao vô, anh bao vô rồi. Bù. Được đấy, được đấy. Ờ mày mày cứ cống cơ đi. Mày gì? Hay dạ. Được đấy, được đấy. Đừng chơi đấy. Bạn đang kiếm gì đi, chưa được về. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Con này 4-0 luôn cho nó cấp nhỉ. À đây coi con này mày chạy đều, mày chạy thính à. Hay. Con mất giờ còn 7 mà nó phải đẩy chứ, 7 mà nó còn mua hạt, con mua hạt mới thì giải tử ra. Chưa, kia chưa đâu. Nó đã đúc kìa, nó đã đúc đứng ở nhà. Nó đi mà ba đâu. Nó nhỏ đâu. Nó còn nóc nó rồi. Anh chỉ đi săn hack thôi mà. Không săn hack thì làm sao thắng được. 3-0 rồi. Nó nhả xuống dưới của em, nó nhả xuống dưới của em. Mày nghe nghe mà. Tú với mày. Tú. Anh lấy mày em như mày em đâu. Anh đù em xin anh với em. Bây giờ anh mới muốn đỡ theo người trời. Bây giờ em hướng sang quả cùng quả cây và em bắt cái đầu qua. Ủa? Nó quanh sót luôn nổi. Thằng thằng đấy không phải lo. Ôi chết mẹ nó rồi. Ui. Thanh nhờ. Má là thách nó khôn lắm mày. Ơi, bây giờ anh kéo cái lọt quá. Thế rồi. Toàn rồi, toàn rồi Lì ơi, toàn rồi. Rồi, cô Lì căn 4, IB 5 thì 4 cái đầu mùi á, có cái mùi lên căn 4 rồi. Đó, thì kỹ năng đây. Tiếng hát tao làm thì ngắt cái hả? Nó đã cộng con mùi xuống gì hả? Hát bán xỉa, hát bán xỉa, hát bán xỉa. Nốt hát là anh nè. Ô, bắn trúng à? Ở đâu? Hay. Ui pha này bắn trúng chứ. Cú đi FIFA. Cú đi. Ôi giời xong. Xin tường này. Hay. Lý ơi máu lên đi. Keo 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 máu lên em. Hay quá, đây là vị trí của Cú đi FIFA. Idol Kuli, Idol Kuli, Idol Kuli, Idol Kuli, Idol Kuli, Idol Kuli. Hay 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 hay. Vãi đạn thật. Trời ơi. Nhỏ gì nó mua súng nó đóng luôn. Má, nó đóng súng cho hack mà. Hình như nó cũng hack sao ấy nhỉ? Anh thấy nó đi xuyên tường sao?